Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện xin từ chức sau khi bị kỷ luật cảnh cáo. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu diễn ra mới đây, ông Long Quang Dũng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện này đã có đơn xin từ chức chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi ông Dũng có đơn xin từ chức, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân đối với ông Dũng. Hiện ông Dũng chỉ là một đại biểu Hội đồng Nhân dân bình thường, còn chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tới đây sẽ làm quy trình để bầu người mới, một lãnh đạo huyện Hòa Bình cho biết. Như Dân Trí đã đưa tin, trước đó, ông Long Quang Dũng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đã bị Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Bạc Liêu kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng. Cùng bị kỷ luật cảnh cáo với ông Dũng còn có ông Phạm Chí Nguyện, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Cả hai ông Dũng và Nguyện đã chủ quan, thiếu kiểm tra, chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc tài chính dẫn đến vi phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính của đơn vị. Cũng tại huyện Hòa Bình, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, bị kỷ luật khiển trách. Ông Minh bị kỷ luật do vi phạm quy định của Đảng trong việc đề bạt, giới thiệu cán bộ ứng cử không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Ngoài ra, ông Nguyễn Huy Dũng, nguyên Bí thư huyện ủy Hòa Bình, cũng được xác định là có vi phạm. Hiện ông Huy Dũng đã được điều về làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Huỳnh Hải, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.